này nó mới bắt về nó xịt nó chưa chưa căng mới nó nhà toàn chim khủng. Con này nấu căng là khỏe luôn. Mấy mưa thì qua đấy mưa nó kém. Rồi anh em kết một trong hai con này alo Đức điện thoại 036 560 511. Thì mình mới bắt về được có mấy ngày thôi nên mà nó chưa có lửa khói gì cả. Đấy, ở trong này bóng bộ thì rất là đẹp, màu đá lên to dài. Nước đấu rất là nhạy xòe anh em nhé, nuôi căng là chơi thôi.